Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước vào thứ sáu rồi, một tuần qua rất nhanh các bạn. Mới đây thôi đã đến cuối tuần rồi. Thì uh, cuối tuần này đó ngày mai thường sẽ không có thể làm video để mà chia sẻ với các bạn được. Thường hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin nổi bật và thường cảm thấy là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có thể các bạn nhìn thấy được là giá BDC hôm nay đã xuống thêm một chút nữa. Chúng ta đã thấy được giá bây giờ là khoảng 28.200 thì có một số số bạn cũng muốn biết là có thông tin gì lớn dẫn đến giá đi xuống hay không thì cũng không phải đâu các bạn Thật ra những thông tin ngày hôm nay đó thì nó có cái sự quan trọng đối với tương lai của crypto chứ không phải ảnh hưởng đến giá ngay bây giờ Và thật ra thằng đã chia sẻ cũng khá là nhiều về cái tình hình giá cả hiện bây giờ chúng ta đã thấy được là giá xuống tới cái mức này là chúng ta trả trở về cái tay 10 ngày các bạn cũng không phải là xa lắm Cái mức giá này chúng ta cũng vừa thấy ngày 10 tháng 4 mà thôi cái tay chỉ có 10 ngày từ thời điểm ngày 19 tháng 3 Như thằng chia sẻ đó, khi mà các bạn nhìn ngắn hạn thì cảm thấy được là giá đi xuống rất là nhiều nhưng mà khi các bạn zoom ra đó chúng ta mới thật sự thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đó giá cả đã có một cái sự tăng trưởng như thế nào rồi và đương nhiên trong cái khoảng thời gian tăng trưởng đó nó không phải là đi lên một mặt các bạn mà chúng ta cũng có một số như đợt điều chỉnh và cái đợt điều chỉnh bây giờ so với cái đợt điều chỉnh của đầu tháng 3 đó vẫn không có là gì hết các bạn chúng ta thường là đợt điều chỉnh tháng 3 chúng ta đã có một cái phần giảm giảm là khoảng chừng 22.5 phần trước khi có sự tăng trưởng kế tiếp thì bây giờ đó chúng ta đã thấy được là từ cái mức cao khoảng 31.000 tới thời điểm bây giờ đó là giảm khoảng chừng 9%. Và chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó hôm nay thì giảm khoảng chừng là 1.5%, trong đó chúng ta có BTC đó thì giảm 2.2% chúng ta có Ether thì cũng không có thay đổi nhiều so với giá ngày hôm qua BNB thì giảm cũng tương tự như là BTC tổng số vốn hóa ngày hôm nay ra thì giảm thêm 1.7% chúng ta vẫn hơn 1.2 nghìn tỷ và hôm nay không chỉ riêng là chúng ta thấy được là crypto đã đi xuống thêm một chút mà chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán hôm nay đã kết thúc cũng là một màu đỏ luôn chúng ta có cả ba chỉ số lớn là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều xuống hôm nay và nhiều nhất là Nasdaq xuống 0.8% Free market thì bây giờ đó thì không có sự thay đổi nhiều các bạn thấy được là Dow Futures, S&P future sẽ cũng cỡ đó. Nasdaq future thì học phục nhẹ ở 0.12%. Chúng ta nhìn vào dầu đó, hôm nay tiếp tục giảm nữa các bạn, ở mức là 77 đô và 21 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng của vàng thì sao? Hợp đồng của vàng đây thì cũng cỡ đó các bạn, hơn 2.000 đô một chút. Crypto chúng ta vừa nói tới rồi. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những thông tin nổi bật. Nhưng mà đầu tiên hết như mình nào ở Hàn Quốc đó thì có thể các bạn à, tìm thấy được những cái như trên màn hình đây thì cái tài vật vận may, bạn sự như ý. Các bạn à, có thể mua những cái này để mà tặng hay là mua để mà cầu may. Nhưng mà các bạn thấy được là họ bán nguyên một BTC như thế này làm sao mà có đủ tiền để mà DCA. Thông tin đầu tiên thì muốn mang đến cho các bạn đó chính là cái thông tin liên quan đến châu Âu đã thông qua cái mà họ gọi là dự luật crypto tổng quát đầu tiên trên thế giới. Có phải hay không đó thì cái đó là họ tự nhận mà thôi các bạn. Nhưng mà thật ra đây cũng là một cái dự luật rất là bao quát về thị trường crypto này nhiều bạn biết đến du luật này ra với một cái tên gọi là Mika. Mika là một trong những đề tài mà chúng ta đã nói tới hầu như là hơn cả năm qua rồi. Đã có rất là nhiều phiên bản Mika bà Thuần đã từng chia sẻ chi tiết những phiên bản trước đây có gì trong đó có gì chúng ta thích, có gì chúng ta không thích Và cuối cùng đó thì chúng ta đã thấy được là ở châu Âu đó thì nghị viện đã thông qua với con số phiếu rất là cao các bạn 517 phiếu ủng hộ chỉ có 38 phiếu chống mà thôi Và trong đó nó có hàng loạt những quy định về bảo mật nhà đầu tư, các sàn giao dịch phải như thế nào các công ty crypto và các xưởng đào phải tuân theo những quy định nào Dự luật sẽ có hiệu lực vào năm 2024 thì cá tôi muốn chia sẻ phần này với các bạn đó chính là những chi tiết những gì mà các bạn cần nên hiểu và đây là là một trong những cái sự kiện rất là lớn ảnh hưởng đến tương lai của crypto châu Âu và thậm chí đây cũng có thể là một cái khuôn khổ pháp lý mà nhiều quốc gia cũng sẽ thực hiện y chang như vậy các bạn cho nên chúng ta cần phải hiểu được là ở châu Âu họ đã ra luật crypto như thế nào ra luật có nghĩa là họ sẽ ủng hộ thị trường này phát triển miễn là đi theo quy định của họ mà thôi chứ còn việc cấm hầu như là không còn là vấn đề nữa Luật này đó có tốt hay là không tốt đối với thị trường crypto? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều bạn sẽ muốn biết. Nó không có đơn giản như vậy các bạn, có nên hiểu như thế này Đây là một cái luật mà có thể khiến cho các nhà lập pháp an tâm và có được lợi ích Nhưng mà ngược lại, đó, cái luật này cũng sẽ khiến cho trường crypto có thể chấp nhận được Nói chung đó, thì trong cái luật được thông qua, chúng ta sẽ có một phần mất đi và một phần nhận được Và đối với Thuận đó, thì Thuận nghĩ đây là một điều tốt đối với thị trường và tương lai của crypto Để Thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và trước khi mà chúng ta tiếp tục đó thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là dự án Poker Bridge nền tảng ứng dụng tài chính tất cả trong một video tập trung. Và đề thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Hệ sinh thái của Poker Bridge thì bao gồm như là staking, farming, AMM đa chuỗi, INO, launchpad vân vân đã ra mắt và nhiều sản phẩm khác cũng sắp sửa ra mắt. Và có các quỹ đầu tư như là Audiana Ventures, V2B Labs hay là BMW Capital và các đối tác công nghệ truyền thông như là Seller Network, Anchor Protocol, Tomochain, Casper vân vân. Sản phẩm P2P đã hoạt động. Đây là nền tảng trao đổi P2P phi tập trung được cung cấp bởi PokerBridge. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm giao dịch P2P phi tập trung đầu tiên với PokerBridge. Xem danh sách các quảng cáo mua hoặc bán cũng như là P2P ở trên Binance vậy. Khi mà vào phần quản lý profile, ở đây bạn có thể kết nối các ví như là MetaMask, ký xác nhận. Sau khi mà kết nối ví thành công đó thì bạn cần cập nhật profile cũng như là thêm phương thức thanh toán mà bạn đang sử dụng ở đây. Các bạn có thể xem lịch sử giao dịch, số liệu thống kê, refer của các bạn. Trên trang leaderboard đó thì bạn có thể xem bạn xếp hạng các nhà giao dịch với chi tiết các thông số để bạn có thể lựa chọn giao dịch như là tổng số lượng giao dịch, khối lượng giao dịch, thời gian phản hồi trung bình để thấy được nhanh hay là chậm vân vân. Bạn có thể vào wallet để có thể quản lý ví của mình, bạn có thể deposit token vào ví của mình và nhấn xác nhận tương tự với các token khác mà bạn muốn nạp vào nền tảng bạn cũng có thể chủ động tạo order và quản lý các order của mình tại đây nếu như mà bạn không muốn chọn cái quảng cáo có sẵn và giao dịch bình thường hiện tại đó thì nền tảng đang có chương trình giao dịch P2P cùng chia sẻ phần thưởng trị giá 22.200 đồng PBI bạn nào mà có hứng thú và muốn tìm hiểu thêm đó có thể bấm vào cái link bên dưới video này tất cả thông tin sẽ nằm ở trong phần mô tả và đây chính là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video chúng ta bây giờ hãy tiếp tục trở lại với những thông tin nổi bật của video này nếu như các bạn là một nhà lập pháp, là một nghị sĩ ở châu Âu đó thì các bạn quan tâm điều gì nhất? Tôi nghĩ là các bạn sẽ nghĩ đến nếu như mà mình là một nghị sĩ thì trước hết đó, mình cần phải được cây lợi ích giống như là các bạn là ở khu nào, ở quốc gia nào thì các bạn muốn có được lợi ích. Chúng ta sẽ thấy được là nhiều nghị sĩ họ không có ý định là cấm hình khí tụ này tại vì cấm cũng không được lợi gì hết. Nhưng mà nếu như mà ủng hộ đó thì có thể có được thuế, có được quan việc làm. Các bạn sẽ thấy được là họ có thể thu được những nhân tài đến châu Âu, những công công ty đến châu âu họ có thể có được rất nhiều lợi ích từ những cái đó cho nên cấm không có lợi ích gì nhiều nhưng mà chấp nhận thì được rất nhiều lợi ích nhưng mà chấp nhận đó, thì họ lại sợ lỡ như mà có một sự kiện nào lớn xảy ra mà người dân bị mất tiền hay là họ bị lừa đảo hay là công ty nào đó sụp liên quan đến à, những cái đồng ổn định đó, thì những người nghị sĩ những người lập pháp họ có thể mất chiếc ghế của mình cái mà họ quan tâm đến kế tiếp đó chính là làm sao để giữ được chiếc ghế của mình mà vẫn có được lợi ích đến từ thuyền crypto khi mà các bạn nhìn vào cạnh đó các bạn sẽ hiểu được tại sao mà họ lại ra những quy định như thế này. Nếu như mà quy định quá gắt cao thì thị trường này sẽ không phát triển được ở châu Âu và thậm chí những công ty crypto họ sẽ rời khỏi châu Âu. Cái đó cũng không tốt. Nếu như quá thả lỏng đó thì có thể dẫn đến nhiều cái nguy hiểm sau này cho nên điều đó cũng không tốt luôn. thì lợi ích của chấp nhận crypto tôi đã chia sẻ mới đây với các bạn rồi liên quan đến thuế, việc làm liên quan đến à, có thể thu hút được ngành công nghệ mới, à, thu hút được nhân tài đến châu âu vân vân. nhưng mà về những cái mà họ lo lắng là những cái gì thì tôi có thể chia sẻ với các bạn đó, họ lo lắng thứ nhất là mất kiểm soát tiền tệ ở châu âu, họ không có muốn à, người ta sử dụng crypto để mà di chuyển tiền ra vô châu âu mà họ không biết người đó là ai. thứ nhì nữa đó là họ lo lắng là những công ty crypto nhất là những công ty mà phát hành độ ổn định lỡ như mà lại có một công ty nào đó bị sụp đổ dẫn đến ngân hàng dẫn đến những người mà tham gia sàn giao dịch bị mất tiền thì uh, lúc đó họ gặp rắc rối lớn cho dù là những công ty không sụp đổ nhưng mà những người đầu tư đó họ thua lỗ họ cũng có thể uh, là khiếu nại với lại các cơ quan thẩm quyền và những người lập pháp cũng có thể gặp rắc rối cho nên khi mà chúng ta nhìn vào những quy định nó sẽ rất là hợp lý tại sao mà lại có những quy định như thế này về cái góc cạnh của một nhà lập pháp đầu tiên hết á, là trong cái quy định mica này họ nói là những cái nền tảng giao dịch những công ty crypto đó thì bắt buộc là phải công bố với lại những người tham gia về rủi ro khi mà tham gia vào chuyện crypto này có nghĩa là những cái công ty này đó họ công bố là tham gia crypto có khả năng là thua lỗ vân vân còn nếu ai muốn tham gia thì tham gia cái đó là họ không có cấm nhưng mà những công ty này đó là phải công bố rõ ràng và đây cũng là một điều mà chúng ta đã thấy trong thị trường chứng khoán rồi nếu như bạn nào mà ở hoa kỳ đó các bạn đi mua bất cứ cổ phiếu hay là tham gia bất cứ một sàn nào đó thì đầu tiên hết thì bạn sẽ nhận được là một cái thông báo là tham gia mua cổ phiếu có thể bị thua lỗ và thể mất hết tiền nhưng mà đó là một cái nó gọi là giảm thủi rủi ro lỡ như chuyện gì đó xảy ra mà thôi để cho người ta đừng có kiện nếu người ta thua lỗ thì đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì nữa đó là họ nói tới stablecoin và họ đặc biệt nói tới hai cái stablecoin lớn thì bây giờ đó chính là Tether và USDC. Thì những cái công ty phát hành đồng ổn định thì vẫn có thể tiếp tục hoạt động ở châu Âu nhưng mà những công ty này họ cần phải có quy định làm sao để có thể lưu trữ tiền mặt một cách gọi là an toàn có nghĩa là họ phải công bố với lại chính quyền ở châu âu là họ lưu trữ bao nhiêu phần tiền mặt bao nhiêu trái phiếu vân vân để người ta có một cái gọi là an tâm là những công ty này họ có tiền để mà đảm bảo một đồng là một đô la hay là một đồng là một euro lỡ như mà nhiều người đến rút cùng một lúc thì sẽ không dẫn đến hiện tượng bank run và những cái công ty phát hành độ ổn định lớn đó có thể là tether hay usdc thì trong khu vực của châu Âu một ngày chỉ có thể giao dịch 200 triệu euro nghĩa là khoảng 220 triệu mỗi một ngày mà thôi đó là hạn chế khi mà sử dụng độ ổn định Tether USDC thì khi mà chúng ta đọc cái thông tin này đó trước đây có nhiều người có sự lo lắng nói là nếu như mà chỉ cho phép Tether hay USDC giao dịch có 220 triệu một ngày thì lỡ như chuyện này lớn mạnh thì cái con số này không có đủ thì đó cũng là một cái sự lo lắng trước đây các bạn nhưng mà khi mà thượng đọc kỹ lại đó thì đây chỉ là quy định đối với lại đồng ổn định mà thôi chứ không có phải là quy định khi mà các bạn sử dụng tiền trong ngân hàng cái đó là một cái quy định khác nữa các bạn chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đồng euro trực tiếp đây là các bạn thông qua tether hay là uscc mà thôi cho nên cái phần này đó thì nhiều người trong crypto không có thích nhưng mà cũng có thể là chấp nhận được các bạn và chúng ta phải chấp nhận mà thôi nếu như mà các bạn sống ở châu Âu và đương nhiên đây chỉ là cái quy định từ châu Âu thôi chứ nó không có áp dụng với lại những nơi khác như là ở Hoa Kỳ những quốc gia khác điều kế tiếp nữa cái cơ quan mà sẽ có thẩm quyền đó đó chính là ESMA hiểu đơn giản đây là cái cơ quan mà có thẩm quyền quản lý thị trường chứng khoán cũng là cơ quan mà có thẩm quyền để mà quản lý thị trường này nếu như mà có bất cứ một công ty crypto nào mà không tuân thủ quy định đó, thì có thể là bị phạt hay là thậm chí là bị bắt đóng cửa và những công ty mà trong thị trường crypto này đó thì cũng phải cung cấp những dữ liệu liên quan tới họ sử dụng bao nhiêu điện và những gì mà họ làm đó có ảnh hưởng nhiều đến môi trường hay là không tôi nghĩ là cái phần này chủ yếu áp dụng đến những công ty mà đào BTC và đây là những cái điều lớn được nói đến trong cái luật này các bạn đã thấy được là mang danh nghĩa là bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà trên căn bản đó là đây là những cái rào cản để khiến cho thị trường crypto này đâu hoạt động một cách an toàn hơn để những cái người lập pháp ở châu Âu đó cảm thấy an tâm hơn về thị trường crypto đó là phần đầu tiên nhưng mà một phần nữa mà chúng ta chưa đề cập đến là cái việc là họ lo sợ tiền rời khỏi châu Âu một cách mà không kiểm soát được thì chúng ta sẽ thấy được là ngoại trừ cái luật này ra chúng ta có thêm một cái quy định khác nữa cũng được thông qua đó gọi là travel rule và đây là một cái quy định mà cũng gây rất nhiều tranh cãi các bạn đây là cái quy định là bất kỳ ai di chuyển uh, tiền crypto thông qua bí cá nhân nên đều phải khai báo danh tánh hết thì bây giờ đó luật này cũng đã được chỉnh lại và cái phần mà được thông qua là như thế này nếu như mà các bạn sử dụng một cái ví cá nhân giống như là các bạn sử dụng MetaMask hay là cái ví trust bất cứ ví nào của riêng mình à, đương nhiên những ví đó thì không có thân phận các bạn các bạn có thể tạo bất cứ à, ví nào mà không cần phải cung cấp tên tuổi hay là địa chỉ hay gì hết thì làm sao biết được ai là ai thì bây giờ đó cái quy định này nói là những sàn giao dịch ở châu âu nếu như mà di chuyển hơn 1.000 euro nếu như mà một ai đó đó mà giao dịch hơn 1.000 euro đi về ví cá nhân của họ thì sàn giao dịch có trách nhiệm là phải thu thập danh tánh của người đó để làm gì các bạn để tránh rửa tiền nhưng mà tôi nghĩ là cái phần lớn hơn là tránh trốn thuế thì tôi nghĩ là trong tương lai đó những người nào mà sống ở châu âu một lần nữa đây là cái quy định ở châu âu mà thôi không phải là ở tất cả những quốc gia khác thì tôi nghĩ là sau này khi các bạn sử dụng một sàn ở châu âu rồi các bạn rút tiền về ví cá nhân của mình đó, thì có thể là sẽ có một tin pop up ở trên màn hình Xã hỏi các bạn là đây có phải là ví cá nhân của mình hay không thì các bạn xác nhận là phải hay không phải nếu như xác nhận phải đó thì họ đã biết các bạn là ai rồi thì vì các bạn đã KYC ở trên sàn còn nếu như không phải thì các bạn phải điền vào là người nhận là ai và lý do tại sao gửi thì đây là cái thu thập dữ liệu mà thôi chứ không phải là cấm các bạn gửi hơn một ngàn euro gì hết và chúng ta thấy được là CZ của Binance nói là sẽ tuân theo quy định này trong vòng 12 cho đến 18 tháng thì đó là những gì mà được nói đến trong cái quy định này thì các bạn đã nghe thường chia sẻ nãy giờ là phần lớn là nó có lợi ích đến cho những quốc gia ở châu Âu và đương nhiên bảo vệ được những cái người lập pháp ở châu Âu. Nhưng mà còn về crypto đây thì lợi ích gì các bạn? Thì đương nhiên một phần mà chúng ta đã mất đi đó chính là chúng ta không thể nào mà di chuyển tiền một cách ẩn danh được sau này nữa nếu như mà các bạn di chuyển số lượng lớn. Nhưng mà thật ra đó tất cả những quy định này đó đều là những quy định cho những công ty mà thôi một người mà giao dịch crypto châu Âu thật ra cũng không cần biết cái quy định này đâu Các bạn cứ giao dịch như bình thường Khi mà đến một mức nào đó thì các bạn cần phải xác nhận là cái ví đó của bạn hay là không phải của bạn Và nhiều người họ sẽ cần phải suy nghĩ lại nếu họ muốn trốn thuế Tại vì giờ nó đã không như trước đây nữa Nhưng mà một người mà giao dịch bình thường nó thật ra những quy định này nó cũng không có cản trở họ mua hay là bán crypto gì đâu Cho nên cái mà chúng ta nhận được đó chính là chúng ta đã có một cái sự rõ ràng về pháp lý và đó là điều mà rất nhiều người đòi hỏi từ những cái chính phủ khắp nơi và cuối cùng ở châu Âu đó chúng ta đã có ít ra một cái khuôn khổ pháp lý đối với lại một công ty crypto một nhà đầu tư crypto câu hỏi không phải là các bạn thích hay là không thích luật này mà câu hỏi đó là có thể chấp nhận được hay là không và tôi nghĩ là phần lớn mọi người sẽ nói là có thể chấp nhận được tại vì đây là những cái quy định mà có thể tuân theo thì cái mà chúng ta cảm thấy là an tâm hơn là bây giờ đã có một cái quy định rõ ràng rồi những công ty họ cho cần là tuân thủ theo quy định này thì có thể là phát huy ở châu Âu những nhà đầu tư crypto cũng cảm thấy là an tâm hơn khi mà đã có một quy định rõ ràng thì không quan tâm đến chấm không quan tâm đến những cái tin đồn đến từ những quốc gia châu Âu những cái tin đồn bất lợi thì crypto này nữa và có thể thu hút thêm những công ty mới vào trong thị trường thu hút thêm những nhà đầu tư mới vào trong thị trường những người mà họ đang chờ đợi để coi thị trường này nó có vấn đề gì hay là không có được chấp nhận hay không thì có thể là những người đó sẽ từ từ tham gia vào và tất cả những quy định này đó sẽ bắt đầu vào năm 2024 đó là những gì mà Thuận nhận được mình thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là nếu như mà quy định này là một quy định mà thật sự có thể là vừa bảo vệ được nhà đầu tư vừa bảo vệ được những nhà lập pháp vừa có thể mang đến lợi ích ít thì những quốc gia khác có thể là sẽ đi theo cái quy định này và đó là điều mà thường cảm thấy nó có lợi hơn đối với lại thị trường crypto và tương lai của crypto tại biết nhiều nơi bây giờ luật vẫn không rõ ràng trong đó có cả hoa kỳ nữa và đây là một trong những lần hiếm hoi mà Thuận cảm thấy là luật cho một thị trường mới đó bắt đầu từ những quốc gia khác mà không phải là hoa kỳ ở hoa kỳ đó thì hôm nay chúng ta thấy được là ở texas đã thông qua một cái luật luật này đó là cái luật đòi hỏi những công ty cung cấp dịch vụ sàn giao dịch ở texas cần phải công bố là cái sàn đó lưu trữ bao nhiêu tài sản à, để tránh những cái sự kiện như là FTX sau này. Nhưng mà đây chỉ là một cái luật ở Texas mà thôi. Chúng ta thấy được là ở rất nhiều những tiểu bang bây giờ ra họ cũng không có muốn chờ đợi liên bang nữa mà nhiều tiểu bang à, họ đã nhận ra được tiềm năng của thị trường này, họ đã nhận ra được là nguy cơ nhiều công ty muốn rời khỏi Hoa Kỳ à, vì luật không rõ ràng cho nên nhiều à, tiểu bang bây giờ họ đã nỗ lực hơn để mà đưa ra những cái luật rõ ràng để mà thu hút giữ chân những công ty crypto à, tìm cách đưa ra những cái luật để có thể chứng ngàn nhà đầu tư tại vì có nhiều nhà đầu tư họ đã mất lòng tin với đại trường crypto tại vì không có lực rõ ràng dẫn đến những sự kiện như là FTX, Voyager, Celsius vân vân nhưng mà đây là những nỗ lực đến từ tiểu bang mà thôi các bạn còn liên bang thì sao liên bang bây giờ thì vẫn chưa có rõ ràng các bạn đã thấy hôm qua thường chia sẻ liên quan tới Coinbase thì Coinbase họ đã từ từ có nhiều cái động thái ở ngoài Hoa Kỳ tại vì họ muốn chuẩn bị lỡ như mà Hoa Kỳ không như muốn thì họ vẫn có thu nhập đến từ nhiều quốc gia ở ngoài Hoa Kỳ và hôm nay chúng ta thấy được là Brian Armstrong đã đến quốc hội của Hoa Kỳ các bạn thấy được là Brian Armstrong không biết tại sao lúc nào cũng có một tướng đứng y chang vậy mà thôi như chúng cảm thấy được giống như là không phải là Brian Armstrong mà có ai đó copy photoshop vô đây nhưng mà thật ra đó là Brian Armstrong các bạn các bạn có thể nhìn tất cả hình ảnh của brian armstrong ở bất cứ quốc gia nào đứng với bất cứ người nào thì đều đứng một tướng gì mà thôi các bạn nhưng mà dù sai nữa đó thì uh, brian armstrong cũng đã đến dc À, và cũng đã gặp mặt một số những nhà lọc pháp. Lý do gì thì các bạn có thể nghĩ ra được là tại vì đương nhiên một mặt đó thì Brian Armstrong nói là chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ nếu như mà tình hình không ổn đối với tiền crypto. Nhưng mà thật ra Brian Armstrong là người Hoa Kỳ, Coinbase trụ sở ở Hoa Kỳ, thì không nghĩ là Brian Armstrong muốn từ bỏ Hoa Kỳ đâu, chỉ là muốn nói như vậy để có thể là thúc đẩy luật ra sớm hơn. Bây giờ thì vẫn chưa có luật rõ ràng ở Hoa Kỳ mà chúng ta thấy được là hai đơn vị lớn SEC và cftc thì đều muốn quản lý thêm crypto này nhưng mà họ có phải là đơn vị có thể quản lý hay không đó chúng ta bây giờ vẫn không có biết tại vì quốc hội không chịu ra quyết định trong khi những quốc gia khác họ đang tranh thủ để ra luật để thu hút những công ty trong thị trường này đến quốc gia của họ như là chúng ta nói tới à, những nơi như là ở dubai ở abu Dhabi, chúng ta nói tới hồng kông gần đây chúng ta nói tới brazil vân vân nói tới scc đó thì à, tôi muốn cho các bạn xem một cái clip ngắn này đây là một cái video đang được lan tỏa ngày hôm nay về Gary Gensler đề cập đến Ethereum khi mà còn dạy ở trường MIT trước khi mà nhận chức chủ tịch SEC. Trong video này đó thì Gary Gensler nghĩ năm 2014 Ethereum là chứng khoán nhưng mà đề cập đến là tới năm 2018 thì SEC đã công nhận Ether không phải là chứng khoán. Cho nên khi mà hỏi Ether có phải là chứng khoán hay là không đó thì Gary Gensler không thể trả lời được các bạn tại vì trước khi mà nhận cái chủ tịch SEC đó thì ông ta đã biết trước SEC công nhận Ethereum không phải là chứng khoán rồi, có nghĩa là lúc mà mới bán đợt đầu đó thì Ethereum lúc đó là một cái chứng khoán, đó là chào gọi chứng khoán, nhưng mà Ethereum hiện bây giờ trên những sàn giao dịch thì không phải là chứng khoán. Hãy thường chia sẻ cái clip này với các bạn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Vitalik wanted to raise money, he was maybe 19 years old, he looped in with a venture capitalist from Canada, Joe Lubin, who now runs a consensus Uh, Lumen took about 10% or 9.5% of the offering. They put 9.5% in a foundation called the Ethereum Foundation. And the other 80% was sold to the public for $18 million. Um, we'll talk later in the semester as to whether that was really a securities offering. I've publicly said I think so. Uh, but that was in 2014 and in 2018 the securities and exchange commission has said regardless of what it might have been in 14 it's now sufficiently decentralized that we'll consider it not a security. Rồi cái bạn đã thấy tại sao mà một câu hỏi đơn giản tờ có phải là chứng khoán hay là không khi mà Chủ tịch Ủy ban tài chính hạ viện Patrick Henry hỏi một câu hỏi như vậy thì Gabe Chancellor lại không thể trả lời một cách thẳng thắn được vì nhiều lý do lắm các bạn. Có thể là ở trong nội bộ SEC đã có nhiều văn bản chính thức công nhận Ether không phải là chứng khoán cho nên ông ta không thể phát biểu bừa được và thêm một quốc gia nữa chúng ta cũng thường hay nói đến đó chính là nước nga các bạn thì nước nga là một trong những nước mà chịu cái sự cấm vận hiện bây giờ chúng ta cũng biết lý do tại sao rồi tại vì cái chuyện xung đột giữa dư khoen và nga thì sau khi mà nước nga bị cắt đứt ra khỏi hệ thống tài chính là hệ thống swift ấy, thì nước nga luôn tìm một cái cách nào đó để có thể giao dịch với nước ngoài được các bạn mà không có thể thông qua hệ thống À, ngân hàng thì làm sao có thể làm được điều đó thì một trong những giải pháp đó chính là crypto thì ở nước nga nó chúng ta có một cái mâu thuẫn mâu thuẫn ở đây đó là giữa hai đơn vị thứ nhất là bộ tài chính của nga và thứ hai đó chính là ngân hàng trung ương của nước nga bộ tài chính nước nga đó thì có phần ủng hộ crypto muốn crypto là một trong những cái trọng điểm của nước nga để thu hút nhân tài đem tính thuế những cái mà chúng ta đã biết rồi nhưng mà ngược lại đó thì ngân hàng trung ương nước nga không phải là không thích crypto vì một lý do nào ngoại trừ lý do duy nhất đó chính là sợ khi mà crypto được sử dụng rộng rãi ở nước nga thì có thể dùng crypto để mà di chuyển tài sản của nga ra quốc gia khác và họ sợ mất quyền kiểm soát đó nhưng mà ngược lại họ cũng giống như là bộ tài chính của nước nga họ muốn dùng crypto để mà xử lý thanh toán giữa nước nga và những quốc gia khác trên thế giới nhưng mà cái mâu thuẫn đây nếu như mà họ cho phép nước nga sử dụng crypto để mà dùng thanh toán trên những cái giao dịch trên thế giới nhưng mà người nga lại không được dùng thì sẽ gây ra nhiều cái câu hỏi tại sao mà quốc gia được dùng mà người dân không được dùng các bạn thấy được đây là cái mâu thuẫn chúng ta đã có từ rất lâu rồi Cho nên lâu lâu chúng ta nghe thông tin nói là nước Nga muốn cắm crypto Rồi chúng ta đều là Nga muốn ủng hộ crypto cứ như vậy hoài bao nhiêu năm qua Nhưng mà đến thời điểm bây giờ tôi thường nghĩ là họ cũng không có còn nhiều sự lựa chọn nữa Mà chúng ta đã thấy là nước Nga đang lên kế hoạch thành lập các tổ chức hỗ trợ khai thác và thanh toán crypto với các thực thể nước ngoài Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương của nước Nga đã nói rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành. Giai đoạn đầu sẽ có sự tham gia của các công ty liên danh và nhà nước và theo sau rồi các công ty tư nhân. Có nghĩa là nước Nga bước tới thêm một bước để chấp nhận sử dụng crypto dùng làm thanh toán quốc tế cho nước Nga thì trong bài viết này của Condes họ có nói tới một phần là giao dịch crypto và sử dụng để thanh toán ở nước Nga đó, đang bị cấm nhưng mà thực ra điều này cũng không có đúng đâu theo cái sự hiểu biết của Thuần. nhưng mà nào mà ở nước Nga thì có thể comment bên dưới để mọi người hiểu rõ hơn. À, cái mà chúng ta nhận được đó là năm 2022 năm ngoái đó thì chúng ta thấy được là Vladimir Putin đã ký một cái luật cấm sử dụng crypto dùng làm phương tiện thanh toán ở nước nga nhưng mà ở nước Nga nó thì không có cấm về crypto Khi mà thường xem những trang web như là trên màn hình đó, Đây là trang web được cập nhật mới nhất ngày 14 tháng 4 Thì đây là những cái sàn mà vẫn đang hoạt động ở nước Nga Thậm chí là chúng ta thấy là những sàn như là Binance, CX.io, Coinmamba Những sàn khác cũng đang được hoạt động ở nước Nga Cho nên ở nước Nga nó theo đồng hiểu là các bạn vẫn có thể giao dịch crypto được Không có bị cấm, chỉ là thường nghĩ là nó có một cái sự hạn chế Về một ngày được giao dịch bao nhiêu hay là gì đó mà thôi Thường không ở nước Nga cho nên không có nhưng mà giao dịch lưu trữ crypto vẫn là hợp tác ở nước Nga chỉ là không thể dùng crypto làm phương tiện thanh toán như là các bạn là một nơi mà các bạn mở nhà hàng thì các bạn không thể nào mà chấp nhận thanh toán một crypto được nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là cái luật của rất nhiều quốc gia hiện bây giờ rồi còn một số những thông tin khác nữa tôi muốn cập nhật với các bạn thì chúng ta tiếp tục xem coi là một tuần sau khi mà có cập nhật sang hai đó thì Ethereum cái số lượng unlock bây giờ ra sao thì điều mà rất rõ ràng ở đây đó là cái số lượng mà rút ngày lại càng giảm đi các bạn Chúng ta nhìn thấy được là trong vòng 11 giờ tới đó chỉ có 2.260 Ether à, sẽ được rút mà thôi, có nghĩa là khoảng 4 triệu con số rất là nhỏ các bạn Và chúng ta nhìn thấy được là tổng số Ether chờ được rút đó Thì bây giờ giảm xuống còn 807 ngàn Con số này các bạn hãy nhớ là gần như là 2 tỷ mốt đô la cách đây không lâu thì đương nhiên mỗi ngày chỉ có một phần được rút mà thôi nhưng mà tốc độ đã giảm xuống rồi các bạn chúng ta không thấy con số này tăng lên nữa mà giảm xuống theo thời gian và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là ngày hôm qua cũng như là ngày trước đó cái số lượng ether rút ra là 85.000 so với cái số lượng ether nạp vào kia là 98.000 thì vẫn cao hơn là cái số rút ra và chúng ta nhìn thấy được là từ khi mà có sang hai tới bây giờ nghĩa là trong vòng một tuần qua đó Thì tổng số rút ra là 1.36 triệu Ether Cái số lượng nạp vào là 751.000 Ether thì cái con số này đó so với phần trăm rút ra ngày lại càng rút ngắn lời các bạn đã nhớ là hôm qua là khoảng chừng phần nửa bây giờ là cao hơn phần nửa rồi các bạn và thôi thì có lòng tin như thường chia sẻ với các bạn là sớm muộn gì con số nạp ngược trở vào sẽ cao hơn con số rút ra có nghĩa là sau khi mà có sang hai thì ether ngày lại càng sẽ được stake nhiều hơn, hơn nhiều hơn nữa tại vì nhiều người họ không có sợ bị lóc đồng nữa và về mặt giá cả thì tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã nhận ra được là cái mức giá hiện bây giờ ở 1946 đô, đây là cái mức giá cũng cỡ như là trước khi mà chúng ta có cập nhật sang 2 một tuần trước. Có nghĩa là cập nhật sang 2 có giá của Ether một tuần sau đã có rất nhiều Ether rút ra khỏi cây À số lượng staking nhưng mà giá cũng không có thay đổi các bạn tuy là giá đã xuống từ cái mức cao khoảng chừng 2001 nhưng mà các bạn thấy được cả thị trường crypto đều có một sự điều chỉnh không phải riêng gì Ether cho nên nếu nói là cập việc sang hai hưởng đến giá thì điều đó chúng ta không thấy một tuần rồi chúng ta vẫn không có thấy rồi chúng ta cũng có một số những thông tin đến từ thị trường tài chính nói chung các bạn thấy được là Tesla thì hôm nay cũng xuống khá là tồi tả đó xuống 9,75% tại sao thì các bạn hãy nhớ là hôm qua đã công bố À, tài chính quý 1 thì cái thông tin cũng như là ước tính nhưng mà những gì mà Elon Musk nói về 12 tháng tới đây là điều mà mọi người lo lắng. À, chúng ta có thấy suy thoái tài chính hay là không? Elon Musk nghĩ là chúng ta sẽ thấy và nhiều người họ sẽ không đi mua xe tại vì họ sợ là một là bị sa thải hay là họ đã bị sa thải rồi cho nên họ không có muốn sử dụng tiền để mà đi mua những thứ như là xe hiện bây giờ cho nên thu nhập có thể là sẽ không ổn không chỉ riêng là Tesla mà nhiều công ty khác cũng sẽ như vậy các bạn chúng ta thấy được là Whole Foods output là một cái công ty à, mà họ bán những cái mặt hàng như là chợ bình thường nhưng mà họ bán nhưng mà hàng này đã chất lượng cao hơn thì họ tính cái giá tiền cao hơn. Thì công ty Hovitz cũng đã ra quyết định là họ sa thải hàng trăm nhân viên ở trong cái công ty chính của họ, không phải là sa nhân viên ở những cái chợ mà sa thải nhân viên ở trong công ty chính các bạn. Tại vì à, họ nghĩ là có khả năng thị trường nó sẽ không có ổn trong thời gian tới đây và họ cần phải giảm chi tiêu các bạn đã thấy đó là trước đây khi mà chúng ta bắt đầu thấy lãi suất tăng đó thì mới đầu chỉ ảnh hưởng đến những công ty công nghệ mà thôi thì mọi người nói là công ty công nghệ họ mướn quá nhiều người khi mà có dịch bệnh bây giờ mọi thứ đã hầu như trở lại bình thường người ta không có shopping online nhiều nữa Cho nên là họ sa nhân viên thì cũng dễ hiểu thì con cảm thấy đó cũng hợp lý nhưng mà sau đó chúng ta thì rồi những cái ngành mà trực tiếp liên quan tới lãi suất lại bắt đầu sa nhân viên chúng ta nói tới là những ngân hàng những công ty mà cho vay để mà mua nhà mua xe xả thải nhân viên điều đó cũng hợp lý nhưng mà cái mà chúng ta từng nói đến là từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến những ngành khác ở trong thị trường nó cần phải có thời gian các bạn chứ không phải là ngay lập tức tại vì những người mà bị sa thải đó thì các bạn nghĩ là họ có chi tiêu nhiều hay là không họ sẽ hạn chế chi tiêu khi mà họ hạn chế chi tiêu thì sẽ từ từ ảnh hưởng đến những ngành khác nó cần một thời gian mặc dù là cái phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn đang rất là thấp nhưng mà chúng ta đã thấy được là có một cái sự thay đổi từ từ giống như chúng ta đã nhìn thấy được là cái thông tin liên quan đến những người mà khai thất nghiệp lần đầu tiên, có nghĩa là họ mới vừa bị sa thải, bây giờ là họ lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp thì cái số lượng người đó, đó đã tăng lên từng vừa rồi 5.000 người ở mức là 245.000, thì cái mức này cũng không phải là cao lắm so với lịch sử các bạn nhưng mà cái mà chúng ta cần phải để ý đây đó là trung bình những tuần vừa qua là khoảng 200.000 người mới mỗi tuần là khai để mà nhận uh, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng mà từ từ đã tăng lên rồi. Cái mà chúng ta thấy đó là những cái chỉ số này nó giống như là chỉ số lạm phát gì đó, không thay đổi, không thay đổi nhưng mà đột ngột lại thay đổi và chúng ta không biết là thất nghiệp nó có đột ngột tăng lên hay là không. Cái mà Thuận chia sẻ với các bạn là những gì mà à, Thuận biết những gì mà thuận cảm nhận được xung quanh Thuận mà thôi. À, khi mà Thuận nhìn vào cái số lượng người ở trên LinkedIn hay là những người mà Thuận quen biết đó thì thật sự ngày là càng nhiều người thất nghiệp hơn ngay thời điểm này và họ đến từ nhiều ngành nghề và đây là một cái tài liệu mà nó cũng ít nhiều gì nghĩ là Elon Musk đã nói đúng các bạn khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này đó cái này gọi là Fully Fed Manufacturing Activity Index đây là một cái chỉ số đo lường sản lượng của Hoa Kỳ từ những cái công ty sản xuất đó các bạn thì chúng ta được là những công ty sản xuất đó họ đang ở mức thấp và thường đó nhìn vào lịch sử thì người này nói là ở Hoa Kỳ khi mà cái chỉ số này ở mức thấp như vậy đó thì chưa từng lần nào mà chúng ta thoát khỏi một cái suy thoái tài chính hết và đó là những cái đường mà màu xám trên màn hình đó thì lần này Người này nghĩ là cũng không ngoại lệ đâu Chúng ta thật sự sẽ thấy một đợt suy thoái tài chính Nghe hay nặng đó thì tùy theo tình hình Đương nhiên các bạn hỏi Fed Thì ngay cả Fed bây giờ cũng đã công nhận là chúng ta khả năng cao Là sẽ có suy thoái tài chính Như người nói chúng ta đã ở trong suy thoái tài chính rồi Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thật sự là nói là bị suy thoái tài chính Như là năm 2008 các bạn 2008 đó, cái sự thất nghiệp nó tăng hơn rất là nhiều Nhưng mà chúng ta sẽ có thất nghiệp tăng cao hay không đó thì tôi nghĩ là trong thời gian ngắn tới đây chúng sẽ biết cho nên chúng ta thường hay quan tâm đến những chỉ số thất nghiệp và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, coinex, okx, binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn